mà trong thời gian rất ngắn thôi. Nên là cũng nói với mẹ bảo là mẹ thử đi xem con với lại bạn gái con bây giờ có hợp nhau không. Tuổi thì là không khắc nhưng mà là chỉ hơi khắc khẩu tí, nhưng mà là chỉ hơi khắc khẩu tí. Em thì lúc đó em nhìn anh Cường thì em thấy em nói trời sao ông này nhìn mặt đẻo đẻo quá à, nhìn mặt đẻo đẻo quá à, sao mà không có tin tưởng được. Nhưng mà hôm đó con ốm nhưng mà anh vẫn thêm vui, anh vẫn đi chơi. Thế là anh nói với em là anh chỉ đi đến 9 giờ anh về thôi. Mà anh quất một phát tới 12 giờ luôn. Con thì ốm sốt, thế là hôm nay em mới bực. Thế là em dặn đến ngày hôm sau, em nói lần sau là em không cho đi nữa, không chơi nữa. Đấy, đúng rồi. Dù đi đâu không chịu. Xong rồi cũng phải nghĩ cách để mà làm hòa với vợ, không phải xuống nước để nhận. Mặc dù có nhiều chuyện là mình không sai, nhưng mà vợ luôn luôn đúng, vợ luôn luôn đúng. Chào Thành Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Em tên là Lê Duy Cường, 39 tuổi, đang công tác tại phi đội 2, trung đoàn không quân 97, sư đoàn không quân 370, quân chủng phòng không quân. Xin chào quý vị khán giả. Anh Cường là phi công luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ. Rồi, xin mời vợ Cường. Dạ, em tên là Đỗ Thanh Thảo, quân nhân chuyên nghiệp, đại úy. Em hiện tại đang là nhân viên hàng y của phi đội 1 của trung đoàn 97 ạ. Em sinh năm 89, là năm nay 35 tuổi ạ. 35 tuổi. Nhà em được hai bé trai ạ. Một bé thì học lớp 2, còn bé lớn thì học lớp 4 ạ. Cơ duyên nào mà một người phi đội 1 và một người ở phi đội 2 lại gặp nhau? Để chia sẻ câu chuyện này thì là cũng trước đây là đơn vị em là đóng quân ở trên sân bay Tân Sơn Nhất. Thì năm 2011 là em tốt nghiệp ở Nha Trang xong thì về công tác tại trung đoàn 97 ở trên Sài Gòn nữa. Sau một năm bay hoàn thiện đề cương xong rồi em mới chuyển sang phi đội 2 là phi đội của em bây giờ. Thì lúc đấy là bố vợ em, là bố của Thảo, công tác cùng đơn vị với em. Sau một thời gian học chuyển loại xong thì ông thấy cũng chưa thấy có bạn gái. Xong rồi ông cũng dẫn ra nhà chơi, dẫn cả em với lại hai bạn cùng khóa với em nữa. Thế là ra nhà chơi, ăn cơm rồi cũng trò chuyện. Sau một vài lần thì ra nhà chơi thì em cũng thấy đầu tiên là ấn tượng đầu tiên đối với vợ em ấy. Là ra cũng thấy cô bé này cũng nhỏ nhắn, cũng trắng trẻo, cũng dễ thương. Nhưng mà em cũng mới nghe vài người trong đơn vị nói thì như là bà vợ em là cũng có người yêu rồi. Ra chơi là mình không có ý đồ gì cả. Ồ, ra đang có chơi... người yêu. Ồ, đang có người yêu. Thì chơi thăm nhà thôi. Như vậy là anh chị yêu nhau bao nhiêu năm thì cưới á? Thời gian của em yêu nhau cũng ngắn. Thế là hồi tháng 10 ra nhà chơi. Cho nên tầm giữa tháng 11 rồi đấy, bắt đầu là thấy phát sinh tình cảm. Xong bảo là với qua lại, nhắn tin. Xong rồi đi chơi. Tết năm sau, Tết âm lịch ấy, thì em về nghỉ phép. Thế là lúc ấy là thấy tình cảm của mình dành cho vợ em bây giờ là thấy cũng chín muồi. Mà trong thời gian rất ngắn thôi. Nên là cũng nói với mẹ bảo là mẹ thử đi xem con với lại bạn gái con bây giờ có hợp nhau không. Tuổi thì là không khắc, nhưng mà là chỉ hơi khắc khẩu tí. Hơi khắc khẩu tí. Từ lúc mà biết nhau đến lúc mà quen nhau đến cưới nhau thì một năm rồi. Thảo có nhớ cái lần đầu tiên mà bố dẫn Cường về nhà? Vì là ban đầu á là bộ đội thì trải qua những cái huấn luyện cho nên là nhìn nó vẫn có vẻ như là già so với lại cái lứa tuổi. Em thì lúc đó em nhìn anh Cường thì em thấy em nói trời sao ông này nhìn mặt đẻo đẻo quá à, nhìn mặt đẻo đẻo quá à, sao mà không có tin tưởng được. Xong rồi là ảnh nói chuyện kiểu rất là khách sáo quá. Anh chị giống như là giả tạo vậy đó. Ra vẻ đó. Đúng rồi. Ra vẻ. Em không thích, em cũng không có nói chuyện tại vì là khách của bố em. Cho nên là em không có nói chuyện. Dạ về sau này xong rồi là kiểu là ảnh thấy mình không có vẻ như là không nói chuyện với ảnh, xong rồi là cũng không quan tâm, không hỏi han, mà khách đến thì cũng không kiểu muốn tiếp khách. Cái là đến trưa hôm đó em đang đi làm, lúc đó em làm ở 1:15 em chưa chuyển về đây. Dạ thế là ảnh mới gọi điện cho em, ảnh mới nói là anh không hề có ý định gì với em đâu, anh không hề có ý định gì với em đâu, anh đến chỉ là chơi với bố em thôi. Và em là cũng có người yêu rồi. Ra chơi là mình không có ý đồ gì cả. Ồ, ra chơi yêu. Chơi thăm nhà thôi. Ủa nói cái gì vậy? Tôi đến thì chơi với bố cô thôi. Tự ái không hả? Em nói trời ơi cái ông này kỳ cục ghê. Mà mình không nói gì, mình không có ý kiến gì, tại sao ông lại nói mình như vậy? Cái này anh yên tâm đi, em không có suy nghĩ gì đâu, nên là anh thấy là hoặc là anh cũng không cần phải ra nhà em chơi nữa cũng được, để cho em khỏi hiểu lầm. Nhưng mà sau đó thì anh vẫn ra. Nhưng mà sau đó lật ngược thế cờ, chuyển đổi tình thế, nắm được thông tin là vợ em cũng chia tay bạn trai được một thời gian rồi đó. Sau lúc đó em với bắt đầu là ra nhà nhiều hơn, xong bắt đầu mới tiến tới rồi là tìm hiểu. Tại lúc đó em không thích, em dẫy ra em không thích. Bao lâu mới thích? Thì bố mẹ nói vô thì... Rồi bây giờ đến phần quan trọng nhất này. Quan trọng hả? Cười thì cười thế thôi, chứ bây giờ là hết cười đây này. Phần này là phần mà mình sẽ được phép nói ra hết những cái điều mà mình chưa hài lòng ở nửa kia. Và mong muốn người kia sẽ thay đổi để cho cuộc sống hôn nhân nó hạnh phúc hơn.
Thế thì bây giờ nhường cho vợ nói trước đi. Dạ, yeah, anh Cường nhà em thì có rất là ít khuyết điểm. Chứ gì là vẫn có rồi. À, không được lạc đề nghe chưa? Dạ. Yeah. Không được khen đâu đấy. Ừ, đúng, đúng trọng tâm nghe. Dạ đúng rồi. Ừ. Thì ảnh là chỉ là ở nhà là ảnh không biết nấu ăn. Thì là biết không? Không biết luôn. Thậm chí là hả, nhiều khi là cắm cơm á, mà nước bao nhiêu là phải hỏi vợ ơi nước từng này được chưa? Tại vì là từ trước đến giờ anh học ở trong trường hay là anh ra làm là anh không có phải nấu ăn. Đúng rồi. Ở trong bếp là người ta có sẵn. Đúng. Dạ. Cho nên anh không nấu, về sau này anh cưới vợ anh cũng nhất quyết anh không nấu. Anh sợ anh nấu một bữa là sợ anh sẽ phải nấu nhiều bữa hay sao. Quá thông minh em ạ. Đây là người đàn ông mà rất thông minh, biết là mình làm là sẽ ngon. Chưa xấu lắm. Dạ. Có gì xấu hơn nữa không? Xấu hơn thì chắc là anh hơi ham vui. Có một lần thì về quê thì lúc đó là bạn bè cũng tụ tập đó. Nhưng mà hôm đó con ốm, nhưng mà anh vẫn ham vui, anh vẫn đi chơi. Thế là anh nói với em là anh chỉ đi đến 9 giờ anh về thôi. Mà anh quất một phát tới 12 giờ luôn. Con thì ốm sốt, thế là hôm đó em mới bực. Thế là em giận đến ngày hôm sau. Em nói lần sau là em không cho đi nữa. Ừ. Không chơi nữa, đấy. Đúng rồi. Rồi còn nữa không? Thế hết rồi. Thế bây giờ chồng như nào? Anh Cường có thấy là vợ mình cũng hoàn hảo không? Không khuyết điểm không? Không, nói chung là nếu mà hoàn hảo thì trên đời này không ai là hoàn hảo hết. Vợ mình thì cái tính thì trước đây là cũng hơi tiểu thư. Tại vì là nhà là cũng được ông bà là cũng chiều. Đấy, cũng ương lắm. Lúc nào cũng là mình là số một, mình cũng là đúng hết. Mà cũng không nói lý lẽ nữa. Nhiều khi mình có cái gì đấy mình nói chuyện thì là cứ câu trước câu sau là không nói chuyện nữa. Chồng phải xin lỗi. Chồng phải xin lỗi. Thích cái tình nữ của em. Học em. Thôi là mới luôn đúng không? Là không nhắn tin, gọi điện là không bắt máy. Và thế xong rồi một hai hôm thấy tình hình có vẻ căng quá nên là em thì em rất muốn gia đình là vui vẻ. Muốn vợ chồng lúc nào cũng thế, con cái lúc nào trong gia đình mình đi làm về thấy vợ con là chỉ muốn vui vẻ nói chuyện cười vui thôi, hoặc là đi ra ngoài đi ăn uống đi cà phê gì đấy. Đúng rồi. Nhưng mà về cái là thấy mặt vợ cứ lạnh tanh thế là vui. Và rủ đi đâu không chịu, xong rồi cũng phải nghĩ cách để mà làm hòa với vợ, cũng phải xuống nước để nhận. Mặc dù có nhiều chuyện là mình không sai nhưng mà vợ luôn luôn đúng, vợ luôn luôn đúng. Lúc nào cũng vậy. Hay quá mọi người ơi. Trời ơi, tôi mong tất cả các ông chồng sau khi xem chương trình này sẽ học được cái đức tính tuyệt vời này của anh Cường. Anh Cường xứng đáng là không có một khuyết điểm nào hết. Nếu mà người phụ nữ nào ấy mà nhận sai mà xin lỗi chồng ấy thì đấy chắc chắn không phải là phụ nữ. Thôi đi cô ơi, tuyên ngôn. Tuyên ngôn này nó có người phụ nữ nào nhận mình sai em đúng không? Anh tìm được người phụ nữ nào nhận mình sai đấy. Mà lại còn phải năn nỉ, còn phải là có điều kiện thì mới đồng ý để tha thứ nữa. Thường cái điều kiện gì? Có một số điều kiện thì cũng không tiện nói ra đây, nhưng mà có một số điều kiện thì là có thể nói ra được. Phải là mua cho một vài bộ đồ hoặc là dẫn đi ăn đâu đó thì bắt đầu là mới tha thứ cho. Hay quá. Bây giờ cái, vẫn còn nhưng mà vâng, cái gì mà thế. Không nói ra được, cái gì mà không nói ra được không? Chúc nói riêng đi. Nhưng em thích nghe không nói được ấy. Trời ơi tò mò quá. Không nói được, ví dụ như là tinh tinh chẳng hạn đó. Tinh tinh vẫn là nói được. Có gì mà thầm kín hơn không? Bỏ qua cái chỗ này. Người ta ngại lắm. Bình thường nếu mà không có đi công tác xa nhà thì là ở trong gia đình thì dọn dẹp gia đình là công việc đấy của em. Còn những hôm mà em đi công tác xa nhà thì là một mình vợ em là phải can đáng hết mọi việc, vừa đưa đón con vừa dọn dẹp nhà cửa. Nhiều khi cũng gọi điện trách chồng bảo là sao đi công tác lâu thế. Đúng rồi. Ở nhà bao nhiêu việc đều đến tay em. Thì bây giờ em bảo là bây giờ là nhiệm vụ của anh như thế, em phải thông cảm cho anh thôi. Khi nào anh về thì anh sẽ bù đắp lại sau. Mặc dù biết chồng đi làm mà nhiều khi do nhiều việc này việc kia, việc công tên á. Dạ vẫn tủi thân anh ạ. Vợ em thì cũng có thêm cái tính là hay cảm nhà thôi. Thực ra là tính của em ở trong đơn vị ấy, thì là cũng vui vẻ với bạn bè, với đồng nghiệp. Nên là nhiều khi anh em gặp nhau là cứ thỉnh thoảng lâu lâu lại ngồi nhậu với nhau vài ly. Và vợ cứ thấy là nhậu hơi nhiều là vợ lại nhắn tin, vợ nói, vợ bảo là uống ít thôi. Đúng thực rồi. Ra là vợ quan tâm đến mình. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi thì mình lại cũng ham vui với lại anh em trong đơn vị một tí. Nên là vợ vẫn hay nhắn nhở và cũng hay nói nhiều về cái chuyện đấy. Đó. Ừ. Hôm nào mà nhậu với lại anh em trong đơn vị mà uống nhiều quá ấy, là vợ em bảo là tối nay là anh ngủ đơn vị, không về nhà nữa. Ừ. Đấy. Thế bây giờ Cường muốn Thảo thay đổi điều gì? Theo như quan điểm của em là cũng đủ, cũng ổn. Thì chỉ có mỗi cái là ít cảm nhận lại một tí và giận thì giận ít lại thôi. Thế là phụ nữ thì hay kiểu giận hờn vu vơ để cho được chồng yêu hơn á. Đó, thông điệp chung của chị em là như thế thôi anh ạ. Nên là em nghĩ là đó cũng là những cái điểm mà rất là đáng yêu của vợ mình thôi. Dù là đã có hai bé rồi, vâng, đúng không? Vâng. Nhưng mà vẫn giữ được cái lửa hạnh phúc yêu thương. Yeah. Thật sự nói ra những cái điều mình chưa vừa lòng với người bạn đời, nhưng mà trong ánh mắt của cả hai người mình thấy được trong đó nó cả một cái sự bao dung, cả một trời yêu, cả một cái trời yêu. Đúng không? Mà lúc nào cũng ở lại chứ không có trở lại. Đúng không? Yeah. Rồi cảm ơn Cường. Dạ, cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi, nhận thật nhiều những cái năng lượng yêu thương, hoàn thành tốt tất cả những cái nhiệm vụ, làm thật tốt cái công việc của mình. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chuyến bay thật là
tốt đẹp, an toàn. Dạ. 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 Hai vợ chồng có thể đứng lên ôm nhau một cái được không ạ? Rồi. Để cho mọi người được lây cái vía hạnh phúc này. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Dạ. Ủa, chứ không phải chú rể hả? Nãy giờ em ca ngợi cô dâu quá vậy em phải nhường đất cho chú rể chứ. Thôi, em chú rể giới thiệu đi. Dạ. Em tên Vũ Văn Nghĩa, năm nay em 25 tuổi. Hiện đang làm quản lý kho của trên quận Bình Thạnh. Thế còn em? Em tên Phạm Thị Sóc Nâu, năm nay em 25 tuổi. Em làm về trang trí tiệc cưới. Ai chăng nghe cái tên Sóc Sóc sợ là. Chắc có một ngày nào đó bé Sóc Nâu đi tìm hạt dẻ trong một cái kho ở Tân Bình, thế là gặp anh bảo vệ. Có đúng gì không ạ? À, không, thật ra thì tụi em gặp nhau từ thời trung học, năm học lớp 10. Dạ thì đến tới nay thì cũng được 9 năm rồi. Chắc lúc mà lần đầu gặp á, để anh này anh kể. Lần đầu tiên gặp á là ở trong trường, thấy cô này đang ăn kem mà tình cờ lại kem nó bị nhiễu xuống. Cái cô này đang lưỡi liếm cái, tự nhiên thấy nó rùng rùng cái mình. Cái bữa đó em liếm kem sao mà bạn này rùng mình cái ớn vậy? Cũng bình thường, chỉ giống như mình ăn kem á, cái xong mình cầm cái kem đứng ngoài gió mà nó bị nhiễu tay, thì thấy nhiễu tay sẵn tiếng. Vậy đó mà rùng mình. Trời, em cũng nhẹ dạ quá ha. Tự nhiên nó cảm giác nó rùng mình. Chứ tới thí dụ bữa đó mà bạn này không ăn kem mà bạn ăn hạt dẻ thì em có bị rùng mình không? Dạ. Cái đó không biết được. Xong rồi tưởng là con này học khác lớp, ai dạy học chung lớp mà lại phát hiện là cái tên nó Sóc Nâu, nghe còn sóc hơn nữa. Quyết định là cơ luôn. Dạ, cơ luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên của bạn có thể tóm gọn trong hai từ: liếm kẹt. Rồi kế hoạch phương sao? Dạ thì đầu tiên là hai đứa không có quen nên đầu tiên là phải buồn tập để làm quen để kêu biết. Xong mà thấy con này có cô bạn chở đi về nên em kêu cô bạn nó về đi để em tự em chở luôn. Từ đó sau là em chở con này học luôn suốt luôn. Rồi hai bạn quen nhau bao lâu thì mới đến đó không nha? Tụi em quen khoảng 7 năm mà. 7 năm trời. Làm dạ. Lấy nhau được mấy năm rồi cưng? Một năm hơn. Thường cưới nhau thì ta hay có những câu chuyện vui, chẳng hạn như là đi hưởng thụ từng honeymoon vậy đó. Honeymoon. Đi từng trăng mặt có cái gì nó bẩn ngỡ không? Trời, cái chuyện đó là xong đó giờ em vẫn còn giận, bức xúc lắm. Cái bữa mà động phòng á, cứ tưởng đâu là chồng sẽ trải cánh hoa hồng hay đốt nến gì đó, tại mình coi báo mình thấy vậy đó. Sắm thêm một bộ đồ màu đỏ sexy lắm rồi để khiêu gợi mà vô xong rồi tối nằm mới biết á là đêm hôm qua á, tại vì cái phòng đó là sẽ niêm phong lại là không có trai vô hết trơn á, để giống như cô dâu chú rể là động phòng vậy đó, dẫn em trai vô ngủ trong phòng đêm đó luôn. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ á? Không, tại vì tối bữa đó là nhà sếp dọn tới khuya luôn rồi, xong thằng em nó nhà nó xa nên thôi giờ kêu ngủ lại đây luôn, nhưng mà ở dưới thì mọi người nằm la liệt ở dưới rồi nên nói thôi giờ lên phòng anh hai anh em mình ngủ. Em cũng không biết là phải cách niêm phong cái phòng nó lại. Sau khi cứ về đồng phòng xong hỏi cái giờ hỏi ủa trước đồng phòng có ai vô ngủ không? Em cũng vô tư lắm á, thì anh với em mệt quá thì cũng vô ngủ lại. Cái vậy vậy. Giận luôn. Giận. Thì cũng hụt hẫng, tự nhiên cái phòng mình đem tân hôn thì có ai vô ngủ trước. Giận luôn rồi đêm đó là ngủ chay luôn. Không có. Ngủ được mấy tiếng. Có. Rồi đêm sau á là có cái gì khác biệt không? Thì đêm sau thì em biết ý về em nên cũng chịu theo ý nàng, cũng mua nến rồi bắt đầu mới là tắt đèn rồi xong rồi hai chồng nằm thủ thủy. Rồi nói chuyện xong rồi vợ kêu vợ đi thay, vợ có muốn thay simi không? Đó, xong rồi hai chồng mới bắt đầu hành sự. Mình biết rằng là sau khi thủ thủy xong với miệng ngon đến là sẽ làm cái gì, nhưng mà mình không tìm ra cái từ hành sự. Rồi hai bạn yêu nhau trong một thời gian dài như vậy, rồi có một cái đám cưới nói chung là cũng trọn vẹn. Vậy thì sau khi ở với nhau thì chắc không có những cái chuyện lớn gì xảy ra giữa hai chồng đâu đúng không? Lúc mà trước khi cưới á, cũng biết là chồng thích chơi game hoặc là chơi pizza gì đó thì biết là thích vậy thôi. Nhưng không ngờ mà sau khi lấy về á là mê đến nỗi mà không quên, nó không chở vợ đi làm về. Trời đất ơi. Tức là bỏ bê vợ luôn vậy đó hả? Không phải là vô trễ chứ không phải là không trở về. Lúc đó đang còn chơi mà nếu mà bỏ vợ cũng không phải, không đành. Tại lâu lâu mới chơi. Nói với vợ thì vợ chờ chút, khoảng nửa tiếng, một tiếng gì mình vô mình trở. Nên lúc đó là vợ vô cái là lúc nào vợ cũng giận mà cũng chồng quậu. Nhưng mà ngặt cái em thích cái mặt đó. Là em thích cái mặt đó hả? Mới giận á, mới giận cái mặt sao không có tưởng tượng luôn á. Không, cái mặt này thấy ghét thiệt. Hèn gì mà chồng cứ kiếm cớ để mà cho vợ giận hoài. Trong lúc đợi đem suy nghĩ sao? Đợi xong rồi cái quậu á, sau đó em ngồi em suy nghĩ ra để coi phải về nhà làm cái cách nào đó để ví dụ như mà sau này có phạm lỗi nữa là phải phạt. Cái viết ra 11 điều nội quy vợ chồng. Quy định là chồng một ngày phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng, trưa là phải ngủ trưa 15 phút, nhiều khi tận dụng cái thời gian ngủ trưa để đi chơi. Vô rước vợ mà trễ á thì phải báo trước nửa tiếng để vợ biết, ví dụ như là để không có giận. Giận mỗi lần mà giận cái không nói chuyện cũng buồn.
Chắc vậy là vợ em chắc hoàn hảo, chắc không có tật xấu gì đâu. Có anh, mỗi lần giận xong á thì hay đồ cắn, thì bình thường là cắn tay cắn chân thôi, nhưng mà vợ em không thích, vợ em thích cắn vô cái lỗ mũi. Trời đất ơi, sắp mà em giống anh vậy, lỗ mũi á. Giống bây giờ dám cắn không? Dạ cắn. Ồ đó, ok. Sợ rồi đó, mặt xanh rồi đó. Không nương răng chứ trời ơi. Dạ, anh thấy hình như có ba nước mắt rồi, sốc nước mắt rồi. Rồi sao rồi mỗi lần như vậy thì em giận ngược lại không, hay là em cảm thấy thích? Thấy vui à. Đó, vui à. Vui ra nước mắt rồi đó. Là vui là hai vợ chồng bạn rất là đáng yêu. Thế thì nếu như cho bạn một cái điều mong muốn vợ mình phải thay đổi thì bạn mong muốn điều gì? Vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi. Tại thường vợ hay suy nghĩ mà suy nghĩ sâu xa mà hướng về tiêu cực lắm. Tại suy nghĩ tiêu cực làm người mình nó tiêu cực lại á, nên không tốt. Rồi chồng ngoài cái tánh xấu là hay bỏ bê vợ vậy á, là đâu còn có cái gì mà ghê gớm đúng không? Chồng thì nhất là mê chơi game, thứ hai nữa là chồng lười á, cuối tuần á là phải phụ vợ dọn dẹp nhà cửa á, mà anh ta cứ ngủ rồi. Ngủ cái em nói là phải đi giặt ra giường á, là em kéo ra giường đầu là lăn tới đó, lăn hết cái giường xong lăn ngược lại để em kéo ra em tự đi giặt. Lười lắm, lười thôi. Không có phụ lười nè, làm phụ vợ làm gì hết trơn. Trong ba cái điều đó thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bớt vô tư tí xíu, quan tâm đến vợ tí xíu nữa. Chị thấy vậy nè, nếu mà vợ em xinh xắn như vậy á, em tiếc gì mà một ngày á em khen vợ em ít nhất tối thiểu là một lần, em làm được không? Được, tối nào cũng khen mà. Nói sao? Sao hôm nay nhìn em đẹp hơn hôm qua? Thôi, vậy là đâu có vô tư đâu. Tại vì nhiều khi là thấy chồng ít lãng mạn rồi, nên là thấy cũng hơi buồn buồn. Bây giờ thêm lãng mạn đi, đốt đèn cày đi cho nóng chơi. Được không? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em và chúc hai em hạnh phúc đẹp đẽ giống như cái áo của em đang mặc. Dạ, cảm ơn. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là Phương Trinh Jolie, và hôm nay thì mình đến cùng với ông xã của mình là Lý Bình. Cho Trinh xin được bổ sung là họ tên đầy đủ cúng cơm của em là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, lúc đó là gọi là thị xã Long Xuyên thôi, nhưng mà hiện tại là lên thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Năm 17 tuổi thì em khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh để học lớp 12 và thi test truyền hình. Năm nay là Trinh nhiêu tuổi? Dạ, năm nay là em vừa tròn 35 tuổi. Đó, hiện giờ công việc hiện tại. Công việc hiện tại của Trinh thì trước đây mọi người biết tới Trinh là một diễn viên và ca sĩ, và Trinh có kinh doanh thêm về mặt hàng mỹ phẩm. Hiện tại thì Trinh cũng tạm thời không có nhận nhiều show, nhưng mà khi mà sinh em bé xong chắc là khi nào mình bình phục thì sẽ mình đi hát và đóng phim lại. Còn hiện tại thì Trinh vẫn đang duy trì công việc kinh doanh của mình. Cảm ơn Trinh, bây giờ qua tới Bình đó. Dạ. Chào cô, chào anh Tiên. Xin chào quý vị khán giả của Vợ Chồng Son. Mình là Lý Bình. Công việc hiện tại là diễn viên. Quê quán ở Vĩnh Long. Hiện tại là 32 tuổi. Chắc hết rồi cô. Có nghĩa là bây giờ hai vợ chồng đều là buôn bán kinh doanh chung với nhau đúng không? Dạ, vâng. Giờ chắc đi đâu giống như là một đôi sam, đâu có tách rời nhau được. Chị thấy em xin phí anh Vinh không? Số đầu tiên ngồi ngay cặp vợ chồng đầu tiên đang có baby luôn. Và chị mong là sau đây em cũng sẽ báo tin vui. Nhiều khi em ở đây em chúc người ta không có, nhưng mà em ngồi cái ghế này tự dưng về vợ em có bầu. Thế thì tuyệt vời quá. Yeah. Có đang mong muốn không? Dạ, thật sự em đang mong muốn. Bin ơi, Bin ơi, Bin ơi, Bin biết anh luôn, biết luôn. Rồi đó, bây giờ thì mình sẽ tâm nói... sự nhau, chia sẻ nhau tí xíu nha. Dạ. Thực ra là mình chia sẻ với khán giả đó, chứ mình là mình rành hai bạn mình này biết rồi, đúng nhiều không? Quá rồi. Dạ. Bình là Trinh cho anh Tiên, là tất cả quý vị khán giả biết, thì cơ duyên sao mà hai chồng biết được với nhau và tình yêu bắt đầu chớm nở vậy? Đúng rồi, với cái ấn tượng đầu tiên lúc mà Trinh gặp Bình là Trinh thấy ghét không hay là thấy thương? Bình gặp Trinh thì Bình thấy sao? Đó là những cái mà người ta rất là mong muốn để mà được nghe cái cảm xúc của hai đứa đó. Cơ duyên nào gặp nhau? Rồi gặp nhau một cái là thấy thương liền không hay là... Anh kể trước. Anh kể trước à? Thật ra thì hai đứa gặp nhau trong một cái tiệc sinh nhật đó cô. Thì con có một người anh. Thì người anh ở cùng quê ngày xưa là một người khách hàng mời con quay quảng cáo. Thì xong rồi cái anh đó là bên khách hàng, nhưng mà phát hiện ra là hai anh em cùng quê, cùng ở Vĩnh Long. Cho nên là Tết rồi cái có dịp gặp nhau ở quê, cái nói chuyện cũng thân. Thân rồi kiểu như cùng quê cho nên kiểu mình cũng quý, mình cũng thân nhau hơn, nhanh hơn. Thì anh đó ở Sài Gòn rồi cái ảnh cũng chơi với Trinh. Thì lúc đó con mình biết Trinh thôi, nhưng mình chưa gặp ở ngoài.
Thì trong cái hôm đó ảnh tổ chức sinh nhật thì ảnh mới rủ qua tiệc sinh nhật của anh chơi. Thì ảnh không nói qua gặp ai hết, mình chỉ qua chơi với chủ nhân buổi tiệc thôi. Thì lúc mà qua rồi thì mới gặp với Bích Cô Trinh. Thì lúc đầu thì mình thấy mình biết người đó thôi chứ mình đâu có biết là ở ngoài đời đó sao, đúng không? Thì giờ con nói cái cảm xúc của con mà con vừa mới thấy Trinh một cái là lúc đó con sao? Máu nó sôi lên, người rần 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 hay là như thế nào? Thật ra thì mình thấy mình biết giống như kiểu như nghệ sĩ gặp gặp nghệ sĩ thôi. Đã biết nhau trước đó rồi, là Trinh cũng là ca sĩ. Tất nhiên mình đã biết cái người đó trong lĩnh vực trước rồi. Nhưng mà mình chưa gặp ngoài đời, mình không biết nữa sao. Mình gặp, cô đó vậy đúng rồi. Xong rồi mình nghĩ là có rào rừng không? Đâu phải gặp phải rào rừng được anh. Có nghĩ người phụ nữ này phải tương lai là của mình không? Không, hay là bình thường hết tất cả. Chúng ta đâu dám nghĩ giống như mình gặp một cái người trong nghề thôi. Thì mình nghĩ ok, người gặp đồng nghiệp trong nghề thì cái này cũng là đồng nghiệp mà làm nghề trước mình rất là lâu rồi. Thì coi như là đàn chị rồi. Vậy lúc đó gọi chị hay là gọi Trinh? Lúc đó đi chơi chung thì gọi Trinh. Gọi Trinh, chứ không gọi chị đúng không? Hổng nha, thời gian mới biết phải gọi ta là chị. Thật ra thì mình gặp thì mình thứ nhất là mình thấy mình có thích mắt đó. Mình thích mắt, nhưng mà thường thì mình thấy mình thích mắt, mình thấy mình cũng không có cái cảm giác cách biệt nhiều quá, cái cách người đó nói chuyện không có cách biệt nhiều quá thì mình sẽ xưng tên. Còn giống như người đó ngay từ đầu người đó phân biệt rõ ràng luôn, chị với em thì ok mình chị với em, còn không thì ai cũng muốn xưng tên với nhau để chơi vui vui vẻ cho thoải mái thì mình bắt đầu mình xưng tên thì nó cũng thoải mái hơn. Tại vì nhiều khi mình muốn thích khen người đó hay chút xíu, mình muốn quan tâm người đó xíu, nhưng mà xưng tên thì nó sẽ dễ hơn xưng chị với em. Xưng chị thì ok chị làm gì chị làm, chứ em cũng không có dám thích khen chị. Em nhớ đó rồi em kêu anh là anh luôn mà, đâu có xưng tên đâu hả? Như anh em luôn đó. Anh nhớ là lúc đầu kêu tên trước phải không, rồi xong hồi xỉn quá rồi anh em. Thì cái thời gian xỉn đó nó cũng nhanh nè, chứ không có lâu lắm. Cái bữa tiệc đó chừng lắm. Bữa tiệc đó chừng 2 tiếng á thì là 1 tiếng đồng hồ nó xỉn rồi. Nghĩa là ngã nhẹ nhanh quá anh chị. Coi như đi chưa xỉn rồi cố tình xỉn rồi. Thì đó bởi vậy. Còn con sao Trinh? Dạ. Con sao lúc con gặp Bình sao? Anh kể luôn cái chuyện mà anh coi phim cái em đó. Không, mà lúc cái ông bạn rủ ra là ảnh có ý định là ghép đôi hai người không, hay là chỉ là vô tình hết tất cả mọi thứ? Vô tình đó anh. Vô nói tình chung là hay. Cũng kiểu cũng muốn nói chung là trong nhóm bạn đó thì toàn là LGBT thôi, thì cả cám anh nó cũng LGBT. Nhưng mà thì tất nhiên rủ thì trong đó có mình trai với lại có Trinh nữ thôi. Mà thì cứ rủ tụi bay có gì được với nhau, tụi bay thích nhau được thì thích, còn không thích thì thôi. Trong một nhóm hội đó là duy nhất chỉ có hết một người đàn ông và duy nhất một người phụ nữ. Dạ, đúng rồi cô. Thì mà không tới được với nhau mới là lạ đó, đúng không? Rồi còn Trinh sao lúc đó? Cảm xúc của con với Bình sao? Dạ con thì thật sự là cái thời gian đó con cũng đang không có quen ai hết, mà cũng tầm khoảng 2-3 năm rồi không có gặp được một người mà mình cảm thấy mình hợp. Rồi người bạn gọi là người anh đó của con thì con cũng có tâm sự. Thì anh đó anh cũng biết là con hiện tại thì con cũng không có quen ai, mà anh thấy con cứ kiểu cô đơn rồi một mình vậy đó, cũng thấy tội nghiệp. Thì chắc là thấy có đứa em trai thấy cũng dễ thương này nọ, chắc cũng rủ thì cũng có ý. Con nghĩ là chắc cũng có ý, cũng làm môi làm mối. Nếu mà hai đứa hợp thì quen. Làm mai làm mối chứ phải làm môi làm mối. Dạ, làm môi làm mái. Dạ, làm mai mối gì đó. Dạ, giống như cô như bây giờ với là anh Tiên vậy đó. Nhưng mà thì nếu mà có duyên thì hai đứa thành. Còn không thì thôi, coi như có thêm một cái tình bạn thôi. Thì lúc đó con gặp đó nha. Cũng ngon đó, cũng ngon á. Nhìn đó cũng kiểu xích bắp sáu muối rồi đó. Tại vì con thì con rất là thích tập gym. Cái thời gian đó thì con tập gym thường xuyên luôn, hình như hầu như là mỗi ngày đều tập luôn. Mà vô ra cái thấy Bình thì chắc là cũng có chơi thể thao rồi, cũng có hỏi anh có Bình có tập gym không, hỏi là sở thích như thế nào. Xong rồi cái Bình tâm sự là anh tập gym hình hầu như là mỗi ngày. Ôi hợp quá. Ê vậy gì nữa, ngày mai mình đi tập gym chung đi. Đó thì cũng mở lời vậy. Xong rồi cái từ từ cái mình thấy nói chuyện cũng vui. Mà con một cái là tính của con này con không có thích đẹp trai. Hồi lúc bây giờ bạn trai của con hay là những cái người mà gọi là con quen á, con không có quan trọng vấn đề là cái ngoại hình ở ngoài, mà cái người đó để lại cho con cái ấn tượng á là phải là cái tính cách với lại là nói chuyện với mình có hợp hay không. Tại vì con nghĩ là nếu mà quen mà trời nói chuyện một hai câu mà không hợp thì thôi chán lắm. Tại cuộc sống của mình cả ngày mình đi quay rồi đó anh. Mà mình đã quá trời stress rồi, bây giờ về mà không gặp người nói chuyện hợp thì thôi mình không quen. Mà nói chuyện 10 câu là ổng làm con cười hết 9 câu rồi. Tức là hợp cái gì đúng không? Vậy dạ, là cũng, con nói chuyện với mình rất là hợp đúng hợp không? Hợp dữ lắm. Coi như thêm đó là nói bình thường con nói dùng một phút thôi, con nói khoảng tầm 100-200 từ đi. Thì tối đó con không nói luôn.
Là nói không? Để mình nói không? Mắc nói, em chỉ ngồi cười thôi. Dạ. Bây giờ lời ra. Cười không à anh, bây giờ là mắc cười không à. Đó chính vì vậy em mà. Em duyên dáng gì hả Bình? Không biết sao nữa. Đúng đối tượng. Gặp đúng cái tầm gặp đúng đối tượng là giống như nó phát tiết ra mà mình không kềm lại được luôn á. Dạ, khi chắc là đúng gu cho nên là nói gì thấy cũng vui với anh. Chứ bình thường không ai mời đi tối hệ hết trơn. Đó thì cái ấn tượng của con là cái người mà đàn ông làm cho con cười nhiều và con khoái à. Là coi như làm ấn tượng của con về Bình rất là tốt. Dạ. Đúng không? Rất là tốt. Vui, rất là đáng yêu. Dạ. Bình thì cũng vậy. Bình thì nói dùng vắng vẻ hơn. À cô này nhìn cũng được mắt đó. Đẹp thì nói đẹp, được mắt là cái gì? Hiểu không? Đẹp. Cô này rất đẹp. Nói chung là anh Trinh á là nếu mà dùng từ xã hội là cũng ngon á. Ngon. Rồi bây giờ sau cái tiệc sinh nhật đó thì tiến triển sao nữa? Và nụ hôn đầu tiên mà hai bạn đến với nhau là trong tình huống như thế nào? Sau đó đừng nói đêm thì... đó luôn nha, say xỉn luôn nha. Biết đâu không, trời ơi, làm như dễ dãi lắm vậy đó. Sau đó thì qua ngày hôm sau thì cũng lật đật đi về rồi để... Cái gì mà qua ngày hôm sau mới lật đật đi về? Dạ thì... tại vì qua 12 giờ là ngày hôm sau rồi. Dạ đúng rồi. Ồ là tụi con... Thôi đừng có biện minh, đừng có cú. Trời tới quỳ, xong rồi cái về để ngày hôm sau đi làm. Xong rồi... tôi nghĩ là chắc hôm đó mình nói chuyện vậy thôi chứ mình cũng không có kiểu mình cũng chưa phải là đối tượng của Trinh. Cho nên là mình cũng chưa có tự tin á, không có dám nói nhiều hơn, không dám tiến tới thì thôi về mình lo công việc mình trước. Rồi xong 1-2 ngày hình như là cũng ngày không em, ngày 2 ngày gì đó. Không hơn 2 ngày lận. Không nói chuyện. Không nói chuyện xong rồi cái, sau đó là ngày thứ 3 thì bắt đầu cái ông anh nó mới rủ đi chơi tiếp. Rủ đi ra quán ngồi thì ra ngoài ba ngồi thì đầu mới gặp lại, bắt đầu nói chuyện tiếp này kia nọ thì gặp lại coi như là chưa có cái khoảng thời gian mà 3 ngày đó gặp lại cái nói chuyện lại vui vẻ như chưa có gì, cũng như là cả hai đang mong chờ cái điều này, có nghĩa là hôm đó mình xỉnh có thể là mình vui vẻ mình nói nhiều quá này kia nọ, mình hứng thú mình nói nhiều thứ với nhau chưa chắc gì, khi mà bình thường là cuộc sống mình cũng phải đâu vô đó, mình chưa có biết sắp xếp cuộc sống mình sao, chưa biết đối phương sao, đâu thế nào mà hôm sau cái nào ào như hôm trước được. Cho nên là đâu đó về công việc coi mình định hình lại coi cái mình thế nào, người ta thế nào, rồi mình có tiếp tục với người ta được không thì vô tình 3 ngày sau đầu gặp lại thì bắt đầu thấy vui vẻ quá, bắt đầu thấy đúng rồi. Đúng đối tượng luôn. Đúng rồi, đúng đối tượng rồi. Nhưng mà nói tóm lại vui mấy thì vui, bữa đó là tụi con đi vẫn là ba người đúng không? Vẫn là có ông anh. Dạ đúng rồi. Có ông anh. Nào không có gì vui, bỏ cái bữa đó đi. Đúng rồi, mình vô thẳng với là cần cái bữa là hai đứa hẹn hò đầu tiên mà chỉ có hai đứa. Còn cái quá trình thôi thì bỏ đi. Trời ơi. Đâu có khai thác được gì đâu. Thì gặp lại được rồi bắt đầu mới biết là không, giờ là vấn đề quyết định, mới đầu tìm hiểu rồi đầu nhắn tin nói chuyện kia nọ thì lúc đó cũng gần Tết á. Hình như là cũng trước Tết có khoảng 1-2 tuần gì đó thì hai đứa đầu mới hẹn nhau đi tập phim. Gym có đi coi phim đi coi phim trước rồi sao nữa Trinh, sao đó để bắt đầu như nè, xẻ ra nha để đối phương nhiều như là thông cung với nhau á. Dạ. Rồi nhiều khi là giấu những cái, bây giờ mình phải đúng cần rồi. Những cái mà rơi rớt mà cái là buồn mồm á, buồn miệng á. Ở Trinh sao Trinh, con được cái là con không có nhớ rõ dữ lắm bà không bình. Con là có sao nói vậy người ơi đó, cho nên là con muốn hỏi con là vậy đó, sao bữa đó đi coi phim trước là ăn trước hay là hôm đi gym trước? Là nếu mà gọi là đi hai đứa đó là con đi coi phim trước. Hẹn đi coi phim trước phải không? Phim gì? Dạ, phim gì? Báo đen. Báo đen. Dạ, rồi không? Ngồi ở ghế đầu tiên hay ghế cuối cùng Bình? Bình ghế giữa cơ, ghế giữa cơ. Vậy cũng đâu ăn thua gì hết. Chưa có gì luôn, chưa có gì luôn. Ghế cuối cùng chứ hả? Trời ơi, đâu có tại vì hồi lúc đó là cách đây 5 năm là mấy rạp khác chưa có hot đâu, là ở cái rạp Bitexco, đi coi rạp Bitexco. Mà rạp Bitexco là ngày xưa là con làm shop vé đó. Bởi vậy mình biết, mình làm, mình vô, mình gặp người ta hoài trong đó. Nhiều khi mình gặp tùm lum người, cặp vô đó mình thấy trời ơi vô chỉ có phim thôi chứ có làm cái gì khác được. À, tức là cái làm gì khác nó quay lên hết. Không có múa gì luôn hả? Hai đứa thuần túy đi coi phim. Thuần túy coi phim với nhau. Rồi con có nhớ nội dung báo đen là gì không? Dạ là cái Wakanda đó cô. Ý là cô hỏi là trong bữa đó là con có nhớ nội dung không? Có cô thân tí nhớ đúng không? Không có bị sao lãng qua cái chuyện khác tí, tại vì hai đứa có cùng một cái đam mê là về phim ảnh, cho nên là nói cái chủ đề đa số chủ yếu là chủ đề về phim, về điện ảnh. Mình nói về cái cảm giác của anh về cái phim này phim kia, nếu là anh sẽ vậy, anh sẽ diễn gì diễn kia diễn nọ, anh sẽ cảm nhận như cái kết nó vậy thì sẽ thế nào. Thì Trinh thì nói em có cái cảm giác là em là một cái người diễn viên, em thấy anh diễn tả cái cảm giác đó, anh em cũng hình dung được là cái góc má anh muốn nó như thế nào. Có nghĩa là cái báo đen hôm đó là hai đứa ngồi coi phim và nói với nhau về học thuật
thuật đúng không? Dạ, đúng. Bỏ qua. À, rồi tiếp theo vô thẳng vấn đề. Vô thẳng hỏi đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên mà mình cướp của em á. Đêm sinh nhật luôn. Đêm sinh nhật. Đêm sinh nhật sau đêm đi coi sau cái buổi ngay đi coi đêm phim bao đầu lâu tiên luôn cô ơi. Ngay đêm đầu đó, tiên. Đó, nãy con nghi, em nghi em, rồi. Nãy em hỏi mẹ nó chối. Thì đó. Hỏi con nữa không đầu tiên. Bởi vậy chị. Vậy hồi nãy giờ kể dẫn dấu nha, 3 ngày sau im lặng, 2 3 ngày sau im lặng. Chị hỏi tại vì anh chị... không hỏi chính xác cái câu mà hôn đầu tiên cho nó. Anh nãy anh hỏi là nụ hôn đầu tiên xảy ra trong hoàn cảnh nào? Dạ, là đó thì nói luôn. Những cái chuyện gì là em phải hỏi anh Trinh nghe. Em Trinh là nó có sao người ơi đó. Ừ, bình lặng vô. Sao kể anh với mọi người nghe chứ. Mà là gì nè cô, con là tại con. Tại chủ con. Động hả? Em chủ động chứ. À, đúng rồi mình có tuổi rồi. Anh cũng vậy không à. Chính vì cái lớn tuổi đó, cho nên là anh nói đúng. Đúng. Em phải tìm được một người thật sự hợp với em. À. Không thể nào mà cứ tốn nhiều thời gian được cô. Chính xác. Thời gian càng trôi đi, thanh xuân mình càng mất thời gian đúng không thời cô? Thời gian là vàng ngọc. Đúng. Đó. Vô là mình phải test liền. Coi cái người này thử quà hợp trước hợp hay không. Tại vì cái hợp thì nói chuyện mấy cái đó thì cũng là cái bề ngoài thôi. Quan trọng là mình có hợp nhau về cái gọi là tần số cái nội dung, coi như mình đặt mình nôm na đi, mình đặt là nội dung. Dạ, đó là nội dung có hợp hay không. Còn cái kia chỉ là hình thức dạ, thôi. Cái vỏ bề ngoài cũng nội dung không quan trọng. Ừ. Thì bắt đầu là cũng hơi xỉn rồi thì con cũng có xỉn đâu thì con ngán ngớn. Đâu có uống nhiều. Em không uống nhiều được. Em là uống cái đỏ huyết à mà đỏ lên cái bắt đầu cái mình buồn ngủ. Mà mình muốn tìm hiểu người đó thì mình giả bộ xỉn. Xỉn quá này nọ nhưng mà thật sự đang rất tỉnh. Hôm nay là con lần đầu tiên con kể luôn ông cũng không biết đâu. chính như vậy bắt đầu đỡ đỡ là pha nước này là cho con uống để giải tỉnh anh. Cái xong cái đang nằm vậy nè, cái dựa vô nằm đâu. Dạ cái ghế nằm cái salon. Thì con phải nói là hơi ngã ra ở ghế ví dụ vậy đó. Ông đưa ly nước cái uống giúp chút con để ra cái đang giả bộ con té một cái ông đỡ. Đỡ rồi thôi rồi ôm luôn rồi cái hôn thử coi sao. Tại vì mình phải hôn, mình chạm vô cái môi để mình biết được là cái tần số có đúng điện hay không đó. Cái điện đó nó có đúng âm dương hay không. Ok nha con. Nhiều khi âm sao đúng không? Dạ. Nhiều khi điện hai pha. Thì đó, điện hai pha đó. Dạ. Âm đụng âm là chết không có được. Cái nụ hôn đó nó phải ấn tượng lắm đó nha. Đúng điện dương liền anh. Dương luôn hả con? Dương luôn. Dính luôn. Vậy mà mình dở thiệt á, 3 hôm sau mới gặp lại. Ta hôn vậy rồi là qua ngày hôm sau là tấp liền. Vì mà chờ tới 3 hôm sau lại nhờ ông anh. Lúc đó là em nghĩ sao? Mai mối rồi đi đi chơi rồi nữa rồi bắt đầu mới ấy. Thật sự nói vậy nè. Tại vì lúc đó mình cũng nghĩ là bây giờ mà có tới thì nhiều khi cái công việc của nhau cũng chưa có giống nhau. Ví dụ như Trinh đã có công việc rõ ràng rồi, lúc đó mình còn vẫn đang tìm cái công việc của mình cho nó cụ thể để mình gầy dựng cái công việc của mình. Giờ nếu như vô mình quen nhau chắc gì mình đã lo được hết cho nhau đâu. Cho nên là con thì con rõ ràng suy nghĩ kiểu như ok mình phải làm một cái gì đó trước, mình phải có vị trí của mình trước thì mình bắt đầu mình mới đi chinh phục. Anh bạn hiểu. Này là cẩn thận nè. Chứ nói chung là cái thời điểm đó phải công tâm mà nói là cái name của em là không bằng Trinh. Đúng. Trinh nó vẫn bật hơn thì bạn này là đàn ông thì cái tâm lý phải rụt rè tí xíu cũng đúng. Là hợp lý. Mình phải có một cái gì cho đúng bản thân mình trước kể cả tuổi đời, kinh nghiệm, kinh tế, tất cả mọi thứ, công việc này kia nọ anh em mình phải có thì mình mới đầu mình mới đi chinh phục. Còn nếu như mình chưa có mà mình đi chinh phục sớm quá, thứ nhất mình chưa có cái trải nghiệm về cái cuộc sống, về kinh nghiệm về mọi thứ thì mình cũng chỉ là mình đang với theo người ta. Nên là người ta thích mình thì không nói, người ta không thích người ta đúng. Cười vô mặt mình đúng không? Đúng. Người ta thích rồi, đúng là thích rồi. Càng. Thích rồi nhưng mà bạn này muốn chắc hơn nữa. Chứ cô bé kia là em biết rồi. Gặp em thì em có giống bạn Bình không? Hay là ngày hôm sau là em nhắn tin luôn. Em lụm liền. Đó, mỗi người mỗi tính cách đó Trinh thấy không? Thôi nhưng mà chính vì anh Bình không nhắn tin cho con nên là con mới thích. Là kiểu mà người đàn ông người ta có cái sự dè chừng một chút, thà bước lui một xíu. Đó, lấy chớn chạy tới. Còn hơn chạy tới xong mà cái mất chớn cái gà hút luôn. Dạ. Giống như câu mà lùi một bước để mà tiến ba bước đó đúng không? Dạ. Đó cho nên là những ngày hôm sau là rủ cái là ra liền. Hợp liền. Em muốn hỏi gì nữa không? Dạ. Em muốn hỏi gì nữa? Sao ta? Rồi mấy bạn chính thức yêu nhau từ khi nào? Từ cái đợt Tết anh ha. Tại vì lúc đó là xong là bắt đầu tới giai đoạn là Trinh về quê ăn Tết. Vừa quen Tết thì lúc đó hai đứa cũng có nhắn tin nói chuyện tin thôi. Qua lại. Xong là rồi. sau cái bữa mà sau ba bữa gặp nhau đó đúng dạ, không? Đúng sau rồi. Bữa xem phim. Dạ đúng rồi. Là Trinh đi về quê. Rồi. Dạ đúng rồi, Trinh về quê. Thì cái ngày mà nhắn tin nói chuyện nhau mà lúc đó yêu quá rồi. Yêu quá rồi, nhớ nhung quá trời rồi mà cách bởi cái Tết cho nên là ngay cái đêm giao thừa hình như là Trinh diễn xong đó là Trinh chạy ngang Vĩnh Long là đón con. Là đón Vĩnh Long là xong rồi lên Sài Gòn là bắt đầu hai đứa có thời gian bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
chứ là không có thể rời nhau ra được. Nhớ quá chịu hết nổi rồi. Dạ. Bây giờ như anh em trong nhà, anh Tuyên hỏi thẳng nha. Dạ. Lần đầu tiên làm chuyện ấy làm sao? Là con hỏi mình là không bao giờ con. Ủa em hỏi mình là không. Anh xin lỗi, giờ anh chưa hỏi em không đi. Không bao giờ em biết nữa đó Tuyên. Là lần đầu tiên làm chuyện ấy sao em? Hả? Có hỏi anh Bình đi anh. Không, anh thích hỏi em. Trả lời. Bình nó không trả lời. Trả lời. Không biết mà Bình không bao giờ nó trả lời. Nó sẽ đi rà rà đâu tuốt ngoại thành nó qua Củ Chi nó qua An Sương nó đi tùm lum Bình rồi cái nó. Đúng là trong kịch mà nó là bị giao đãi nhiều quá. Ừ, giao đãi đó. Dạ anh. Mình đặt miếng liền đi. Đúng là vô thẳng liền. Đại luôn đúng không? Thì nói chung là mà hợp. Giống như là anh tưởng tượng như là cái kiếm rèn ra là cái chui này chỉ để là thích hợp với nhau về cái tất cả mọi thứ. Gài vô là thành một ba một cây bảo kiếm. Cây bảo kiếm. Vô khớp liền. Dạ. Đi khai phá thiên hạ liền. Ừ. Cái cung này, cái cánh này và cái mũi tên này là phải dành cho nhau đó, đúng dạ. Sai đúng đúng gọi là đúng kiểu cả. Luôn đó. Dạ. Nói tại vì chương trình này nói chung là chương trình này cũng là thuộc dành cho những cặp vợ chồng không vợ chồng rồi mà em cũng chia sẻ thật tình luôn á là đối với con á cô là cái vấn đề quan hệ vợ chồng nó quan trọng lắm. Có những cặp vợ chồng họ thương nhau, họ hợp nhau về tính tình, về nhiều cái, nhưng mà cái chuyện quan hệ vợ chồng cái chuyện đó nó không hợp thì nó cũng không hạnh phúc. Một là người chồng phải đi tìm những cái người phụ nữ bên ngoài, hoặc là người phụ nữ họ không có đảm bảo được hết những cái nhu cầu của họ thì họ cũng sẽ đi tìm người đàn ông khác. Cho nên là thật sự thì bản thân con thì trước con cũng có một bé rồi, con cũng có chia sẻ Bình ngay bữa lần đầu tiên gặp nhau luôn. Là em cũng đã có một bé rồi, lúc đó thì con cũng chưa có thông báo rộng rãi trên mạng xã hội. Nên là Bình chắc cũng chưa biết. Và hôm đó thì thấy Bình cũng có vẻ rất là cởi mở. Nhưng mà bản thân con thì con cũng nghĩ là mình mặc dù là mình chưa kết hôn lần nào, nhưng mà mình đã gian dở một cái lần và mình đã có một bé rồi. Cho nên là nếu như mà mình có thành với người đàn ông này mà mình thành vợ thành chồng với ảnh á, thì mình phải chắc chắn 100% là mình hợp với ảnh tất cả mọi thứ. Để mà lỡ mà hai đứa mà có con sau này nữa thì lại không có làm cho nó bị mất đi cái tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Đó, vì vậy mà cái vấn đề đó nó cũng rất là quan trọng đối với con. Test liền. Test nhưng mà phải test. Một thời gian đó mới test chứ anh. Đó, một thời gian, một khoảng thời gian đặng đặng đó. Test xong rồi, cũng phải là test nữa mà tại thật sự là con thì mình cũng phải nói rõ là bây giờ anh khám sức khỏe này nọ đi để em coi là sức khỏe anh nó có gì hay không. Em cũng vậy, để mà khi mà cả hai mà có quan hệ với nhau á thì mình cũng yên tâm là cái người này cũng không có bệnh hoạn gì. Cái vấn đề rất là quan trọng đối với con á, sau này mà con gái con lớn lên con cũng nói rõ, con dạy cho nó luôn là mẹ bây giờ thì người lớn bây giờ thời buổi thế kỷ 21 rồi, không có cấm cản được cái vấn đề đó. Bây giờ mẹ cấm con muốn đi bậy bạ cũng vậy à. Nhưng mà con làm gì con phải nhớ, thứ nhất là con bảo vệ bản thân con để con không có bị bệnh bậy bạ. Thứ hai là phải bảo vệ để mình không có thai ngoài ý muốn. Để mà con không có phải mà rơi vào tình cảnh mà có con mà mình lại không có được người đàn ông bên cạnh, nó khổ lắm. Mẹ đã từng trải qua rồi, mẹ biết điều đó. Đó chính vì vậy mà hai chồng quan hệ rồi xong cảm thấy trời ơi thăng hoa bắt bông. Hoa bung hợp. Ok, mình quyết định mình quen nhau. Chứ bây giờ lớn rồi, lớn hết trơn rồi, trên 18 tuổi hết trơn. Giống như làm gì nữa? Dạ. E dèn chi nữa đúng dạ. Không? Hợp, ok, mình bắt đầu. Là lúc đó là tiến tới mối quan hệ lâu dài. Dọn về sống chung với nhau luôn đó. Lúc đó chưa nữa cô. Cũng khoảng, ổng là lúc đó là ổng ở trên Tân Bình. Còn con là Bình Thạnh. Mà chạy, mỗi lần chạy lên chạy xuống thì rất là xa. Tầm khoảng 30 phút nếu mà được buổi tối. Còn mà buổi sáng kẹt xe là 45 một tiếng. Mà con thì cũng đi phim. Mà lúc đó Bình cũng đi phim, cũng đi diễn kịch này nọ. Thì thời gian mà gặp nhau rất là ít. Nên là con ở có một mình với bé Mia. Thì bé Mia thì nó đi học suốt ngày rồi. Cái hôm nào mà được rảnh cái gặp nhau cũng chéo à. Nói thôi đi anh ơi, bây giờ anh dọn qua ở chung với em đi. Thứ nhất là để mình có thời gian mình gặp nhau nhiều nè. Thứ hai là có gì không ai nhà thì cũng có anh trông coi nhà cửa phụ em. Chứ giờ đằng nhà đằng bạn gái không mà lỡ có chuyện gì nó mất công. Con cũng kêu hôm qua đó. Nở lời với ổng rồi thôi để anh con sắp xếp rồi. Cũng khoảng nửa tháng sau ổng mới dọn qua ở chung với con. Mà còn Bình á, lúc mà Bình khi mà Bình nghe cái tâm sự của Trinh á, con có e ngại gì không? Thật ra đối với con về cái bây giờ mình sẽ nói về hai vấn đề. Thứ nhất là về cái tư tưởng của đàn ông. Thì đối với con cái tư tưởng con không có bận tâm về vấn đề là phụ nữ đó sẽ có con hay là sẽ như thế nào. Cái chuyện đó là cái chuyện của họ, vấn đề là mình thấy mình hợp hay không. Còn cái chuyện còn lại á là mình cảm thấy mình lo được, mình thích nghi được, mình cảm thấy mình yêu thương đứa nhỏ nhỏ đó thì mình chấp nhận, chứ con không có bị bận tâm theo cái quan niệm là mình không thể quen hay không thể cưới một người phụ nữ có con rồi, hay là mình là con một, mình là trai mới lớn, mình chưa đúng. Có gia đình mà tại sao mình phải như vậy, con không mình bận sống tâm. Mà sống cho hiện tại với tương lai. Đúng rồi.
con không quan tâm về cái chuyện góc cạnh xã hội như thế nào, mà quan trọng là mình thấy mình thích, mình hợp hay không. Tại vì đối với con, trên cái trái đất này nhiều người người ta lấy nhau chưa chắc người ta sống tới 70-80 tuổi họ đã hợp nhau. Cho nên khi mình tìm được người hợp thì nó sẽ có những cái điều bên cạnh, nếu như chỉ cần hợp là được. Còn cái vấn đề còn lại mình vẫn sẽ có cách mình giải quyết. Chứ chắc gì mình bỏ cái lựa chọn này mình tìm khác tiếp, mình tìm chắc gì nó đã có được như ý mình muốn đâu. Còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về hiện tại. Thì tại sao con e dè là cũng là một phần. Lớn nhất là giờ mình trẻ, mình chưa có kinh nghiệm sống, mình chưa có mọi thứ, thì giờ mình quen như thế này mình sẽ bắt đầu mọi thứ như thế nào. Mình bắt đầu mọi thứ như thế nào. Khi mình có mọi thứ thì bắt đầu mọi thứ nó dễ lắm. Còn khi mình còn đang tìm mọi thứ thì mình phải làm sao để mình học quá nhiều thứ như vậy. Mình còn đang phải học nghề, mình đang học mọi thứ để mình chỉnh chu cho cái nghề của mình, về cái cuộc sống, về cái con người, về cách cư xử, về mọi thứ của mình. Thì mình bây giờ phải học tiếp cách làm chồng, cách làm cha nữa. Thì mọi thứ nó đâu cho phép bản thân mình làm được hết những cái điều đó. Cho nên đó cũng là một cái khoảng thời gian 3 ngày, mà 3 ngày mình suy nghĩ, mình đắn đo nhiều. Thì cái lúc mà bắt đầu gặp lại, nói chuyện với nhau như là đã chờ đợi nhau từ rất lâu rồi, thì tôi nhận ra là mình phải nên thử. Mình phải nên thử yêu đi. Mình yêu rồi bắt đầu mình từ từ mình phải giải quyết, mình mới tính tiếp. Bây giờ kệ nó, yêu trước cái đi. Rồi về em bé, về gia đình, về này kia nọ mình tính tiếp. Chứ mình có đắn đo thì cũng không được cái gì. Nhưng mà mình thấy trước mắt là người này hợp với mình về tính cách, về mọi thứ, về cả trong cái cách chăn gối này kia nọ. Mình thấy nó quá hợp, cho nên là mình tìm hiểu nhau, mình quen nhau trước đã rồi tính tiếp. Lúc đó là mới chạy theo con tim. Còn lúc đầu là còn hơi lý trí. Hai anh cưới nhau. Có nghĩa là em biết không, thực ra khi mà người ta chưa, ai cũng vậy, khi mà mình chưa gặp được cái đối tượng của mình á, thì mình cảm giác rằng á, là cái lý trí nó sẽ tồn tại được và nó sẽ quyết định được tất cả những cái định hướng của mình. Mình sẽ phải thế này, thế nọ, thế kia, A, B, C, D. Rồi đến đùng một cái gặp đúng được cái đối tượng rồi á, tất cả cái kia là con số không hết, không đúng, có nhớ bạn gì làm được. Chỉ biết là con tim nó mách bảo thế nào là mình làm như thế thôi. Dạ. Y chang. Dạ chính xác luôn cô. Giống như ngày xưa khi mà con nghĩ là chồng mình sẽ phải thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà bây giờ khi mà trải qua gặp một người mà thật sự là phù hợp với mình á, mình nói ôi mấy cái đó nhập nhò gì. Cái công thức đó là bỏ qua. Dạ, bây giờ mình bên cạnh một người mà họ luôn họ ủng hộ mình, họ cổ vũ mình, họ yêu thương mình. Như vậy thì mình càng có thêm, hoặc là cả hai cùng hợp sức làm còn hơn vậy nữa. Chứ giờ mình lấy chồng rồi, đại gia, lấy chồng giàu chắc gì sau này nó thương mình thiệt, hoặc là nó ở bên cạnh mình hoài. Có tiền mà, nó ở bên cạnh được mình thì nó cũng sẽ ở bên cạnh được nhiều người mà phụ nữ khác. Nên là con thay đổi suy nghĩ hoàn toàn luôn. Chứ mình sống làm sao cho thoải mái nhất có thể là mình là ok. Bình với là Trinh cưới nhau được lâu chưa ta? Dạ cũng gần một năm rồi đó anh. Gần một năm rồi. Hôm nay á là em không biết là chương trình mình phát sóng tháng mấy, nhưng mà 25 tháng 4 năm rồi là em tụi em đám cưới. 25 tháng 4 2022 là năm nay, nếu mà 25 tháng 4 là sắp tới là em làm kỷ niệm một năm. Còn một năm rồi yêu nhau được bao lâu thì cưới? Dạ lâu á cô. Bao lâu? 2018. Lâu quá rồi. Bắt đầu 2018. Năm cũng mới lấy nhau. Như vậy là có tới khoảng 6 năm để mà bên cạnh nhau rồi. Dạ, đúng không? Dạ, đúng. 6 năm bên cạnh nhau rồi thì là cái lúc mà hai đứa dọn về sống chung với nhau là năm thứ mấy? Dạ năm cách đầu đây mấy luôn. Năm? Dạ năm đầu. Năm đầu quen nhau luôn. Như vậy là mình cứ cho là 5 năm đi. Dạ. 5 năm mình ở chung với nhau rồi. Thế thì những cái ngày đầu mà dọn về sống chung với nhau đó, dạ, thì những cái cá tính nè hay là những cái tật xấu nè mà lúc yêu mình cái này còn sợ nha. Yêu mình không thấy thì cái lúc dọn về rồi tụi con thấy thì sao? Đối phương của mình có những cái gì mà mình bị mất hồn á, nó ủa sao lúc yêu không thấy vậy? Có bị quản đối phương của mình không? Ông còn tính chính cái là vừa bắt đầu yêu cái là sống chung luôn. Chứ không có khoảng thời gian dài lắm. Thì đó khoảng thì tầm 2 tháng sau. Đó thì lúc đó là sao? Lúc tụi anh, con anh nói trước đi. Cổ có cái tật là cái tật gì mà theo con thực ra không phải là tật xấu, cái tật mà giống như là nó chưa hoàn thiện như mong muốn của mình thôi. Thật ra để mà nói thì đúng thì trong mắt người mình yêu thì tất nhiên sẽ không xấu, nhưng mà đối với mình thì lúc đó người đó chưa hoàn thiện. Thì Trinh thì Trinh lúc đầu mình yêu thì thấy mọi thứ nó ngọt ngào lắm. Xong rồi khi mà đụng chuyện thì bắt đầu thấy ủa sao mất gì mà bá nóng tính như trời. Bá đàn bà mà bá nóng như trời. Mình đàn ông mình không nóng tới vậy mà bá nóng như trời. Mà bá nóng ngoài đường rồi xong rồi bá nóng trong nhà nữa. Con thì con bị cái ok, có thể là ngoài đường con nóng nhưng mà trong nhà con không nóng. Nhưng mà bả mất gì bả nóng ngoài đường, bả nóng trong nhà luôn, đụng chuyện chỗ nào cũng nóng. Cứ hầm bả hằng học cái này kia nọ dưới người ta. Xong rồi cái
cũng nhiều lần xảy ra những cái vấn đề như vậy, xong cái cũng cự nữ cãi vã, xong rồi có nhiều lần cũng tính chia tay, xong rồi cái mình nghĩ, cái con lại suy nghĩ, bây giờ mình chia tay thì cái người này có một cái khuyết điểm này, thì bây giờ mình tìm người khác thì người khác sẽ lại có những cái khuyết điểm khác. Vậy thì cái khuyết điểm này nó có quá lớn để mà mình chia tay không? Mình có khả năng mình sửa người này không? Và nếu như mình có khả năng mình sửa được người này thì thứ nhất là cái level về cái cách mình cư xử cũng hơn, thứ hai là mình lèo lái được cái con người này, thì tất nhiên thì trong cuộc sống thì phải sẽ phải có những cái vấn đề xảy ra thì con mới đầu thử. Thì mình yêu cho nên mình mới thử, còn như tính con thì con hay bị kiểu như mình thấy bất cần lắm, nhắm không được rồi con bỏ luôn, có nghĩa là đối với con tất cả mọi thứ trong cuộc sống này con đều có thể không cần. Con mặc định là kể cả tài sản hay gia tài hay chức vị, tới một lúc nào đó mình cảm thấy nó không còn cần nữa với mình, con sẵn sàng con đạp đổ nếu như mà cảm thấy mình cảm thấy mình bất mãn vì nó. Còn trong cái chuyện tình cảm này nhiều lần mình muốn đạp đổ nhưng mà mình lại nghĩ nếu như mình đạp đổ thì chắc gì sau này mình có tìm được một người nào khác ok hơn vậy. Cho nên mình phải quay lại, mình phải học cái cách tu sửa nó, học cách sửa chữa, học cách xây dựng. Thì trong quá trình đó mình lại bắt đầu mình nghĩ coi bây giờ cái người phụ nữ này mình phải sửa làm sao để người ta đừng có như vậy nữa. Bắt đầu cái từ đó mình nghiên cứu, mình thử cách này, mình thử cách khác, thử mọi cách, nói chung là phải nài đó, coi như gặp mà ngựa chứng là mình phải đó, nài đó. Đó nài, nài cực thì bây lắm giờ cô. Là cô phát hiện ra một cái tật xấu đầu tiên là nóng tính rồi. Nóng tính. Rồi cái, còn cái nào nữa? Còn cái tính gì mà con phải nài nữa? Thì nói chung mà Trinh chỉ bị cái nóng tính thôi. Nóng tính thôi. Bà sắp đặt lắm nha. Trời ơi, sắp đặt lắm. Sắp đặt là sao? Có nghĩa là kể cả giống như cái lúc đầu là quá trình lái xe đi. Giống như lái xe là quá xanh phải đi đường này. Xanh không đi đường kia. Đó, thì sao em? Đường kia nó gần hơn đường này. Đường này đèn đỏ nhiều. Nguyễn Chiểu đèn đỏ nhiều, anh đi đường Nguyễn Chiểu chi sao anh không đi đường đường khác. Giờ lỡ chạy đường này rồi. Mà tính con á thì đi đâu cũng được. Kể cả kẹt xe miễn tới thôi, không quan trọng. Nếu con dụ như người ta hẹn 7 giờ. Hay xa, 6 giờ rưỡi mình đi. Hay gần, 6 giờ 40 mình đi. Còn bả tự lên trong đầu bả là sẽ đi đường nào, sẽ đi sau này kia nào, bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ gì đó. 6 giờ 50 bả mới đi. Bà tính nghe bon, còn con ok chạy lộn ngã tư này hay chạy ngã tư khác. Nếu như lỡ rồi thôi quay đầu chạy lại, hút thì thôi quay đầu. Thì đối với con thì chả sao hết, chỉ cần tới là được. Còn bà thì sẽ cần là phải đúng cái đường này thì nó mới tới được cái giai đoạn đỡ kẹt xe hay là đỡ trễ giờ đó này kia nọ. Bắt đầu cái mình bị áp lực. Cái này không phải tính xấu đúng không? Không phải tính xấu. Này không phải tính xấu mà cái này là giống như là một cái sự ra là... cái lập trình trước đúng cái, rồi. Cho cái công việc của mình như vậy là tốt mà, cái đó là ok á. Đúng. Con người có kế hoạch. Có kế hoạch, đó, có kế hoạch. Bản thân giống như chị em mình đi, thí dụ ngày mai đi quay là mình đã tính sẵn trong đầu đồ đạc của mình sao làm sao là mình phải tính đâu vô đó hết. Rồi mình đi quay, thậm chí đi quay đường nào cũng là hợp lý luôn mà. Đó, đừng đi nước bước đúng đó. Rồi, con đường nào để mà nhanh nhất có thể. Mà em bị sắp đặt trong những chuyện nhỏ luôn anh. Cái đó là quá đáng. Vậy cái là lố như là vậy nè. Như bị rửa chén. Thì cái chén nó phải úp là úp xéo vậy. Và nó chồng lên nhau. Và khi mà úp vô kệ là chén màu nào nó phải theo màu đó, không được sắp lộn xộn. Kỹ tính. Dạ, ví dụ như là áo của em là áo thun ngắn là phải ở đây và áo thun dài phải bên đây, đầm dài là phải bên đây, không được máng lộn xộn với nhau. Giày cao rất là ngăn nắp nha. Dạ. Tại vì em bị cái tính em là không biết sao á, cái sự sắp đặt cho em á, mọi thứ nó phải đúng vậy đó. Tại vì thật sự là nếu mà máng vậy á, để cái chén vậy thì nó thứ nhất nó mau khô, thứ hai là nó không bị chồng lên nhìn nó rất là đẹp mắt. Con bị cái gì nó cũng phải gọn gàng, nó cũng phải không, nhưng mà cái này là tốt nha. Tốt mà. Cái này là thì tốt nha, cái đúng. Này không xấu miếng nào luôn á. Chị thấy Trinh hay không, cái chuyện mà chinh phục Bình cũng sắp đặt luôn mà. Anh đây. Tính hết rồi đó. Nhưng mà đôi khi á là có những cái sắp đặt quá cái đúng và cái cách rồi. Con thể hiện á làm người đó cảm thấy bị áp buộc. Dạ. Ví dụ như em làm như vậy mà lỡ người ta làm sai ý của em á, em có khó chịu, em có rầy, em có chửi này nọ không? Anh kể đi anh, nóng tính đó. Tất nhiên là có rồi. Nóng tính không đúng có không? Thì nó đâu có là cái vấn đề để nói đâu anh. Giống như là ủa anh ơi tại sao cái này để đây vậy, sao cầm ra đó hả? Thì giống như kể cả cái việc như em nói nhiều khi uống cái ly đi, cái mình chạy ra mình lấy hàng hay gì để cái ly đó lên bàn, xong rồi cái quên nó chạy lên lầu cái đầu cái lên ly tắm luôn, cái đầu cái ở dưới này anh ơi sao cái này cái ly gì đây rồi sao để đây rồi uống xong chưa, rồi cái nào cái là anh phải xuống anh dẹp. Nó có những cái vấn đề nó bị quá nhỏ đi, thay vì ví dụ như con ví dụ hay gì thế, thấy đi anh bàn ok không ai uống nữa mình dẹp.
Thì bà sẽ hỏi tới là ừ tại sao cái vấn đề cái ly này. Rồi có nhiều lần như là lạc cái này lạc cái kia, là có phải anh mở camera lên trích xuất camera cho em coi cái dao tại sao nó mất rồi, bây giờ tại sao mất cái dao, nhà có chút xíu mà tại sao cái này bị lố. Mà chị Vân có cảm nhận là cuối cùng sanh một cặp này ra để bù trừ cho nhau không? Đó, cũng, đúng không? Cũng không đến nỗi đâu. Bạn này là cũng không phải là bừa bộn hay là bê bối tới mức mà để bù trừ đâu em. Không. Thực ra là vậy nè. Chị cũng giống Trinh á, có nghĩa là cũng cô nghĩa là mình hiểu nhau rồi cô, không phải giống như là lấy cái gì ở đâu thì phải cất lại y chỗ đó để chi biết không, để bất kỳ có cái sự cố gì xảy ra mình biết chỗ là mình biết chỗ liền. Ví dụ như cúp điện là biết cái đèn pin để ngay đó, là cầm cái đèn pin liền, nó không có bị ấy. Tại vì mình, vì sao em biết không, vì cái này là cái hội chứng của những bà mẹ nuôi con, là luôn luôn là mình phải tìm cái gì an toàn nhất cho đứa con của mình. Cho nên là mình á, ví dụ như sữa để đó là để đó, cái đồ mà đun nước sôi á là phải để đúng chỗ đó, mà để trật cái con nít mà có chuyện gì là nguy hiểm. Em đồng ý. Nhưng mà cô chỉ khác con một cái thôi, là khi mà cái đó không đúng chỗ á thì cô sẽ tự động cô đem cất lại đúng chỗ. Và ví dụ như không cần ngay lúc đó, buổi tối mới nhắc. Đấy, ba để cái chỗ cái đó, ba phải để chỗ này giùm mẹ, chứ không á hả, là lỡ mà con bí ngô á nó đụng vô á mà cái nước sôi lúc mình đang nấu hoặc là nó chưa có kịp nguội á là chết. Cho nên mẹ cố tình mẹ để đó là có ý của mẹ, chứ không phải tự dưng mẹ để chỗ đó. Là lần sau không bao giờ chú để sai hả, chú xong là chú để yên nguyên chỗ đó. Thì đó là cái cách thôi, cái cách thôi đó. Chứ còn bà phụ nữ nào á cũng gần như là 80% là ngăn nắp như vậy đó, chỉ còn 20% là dành cho những ông chồng thôi đó. Chứ cũng có những ông chồng ngăn nắp y chang như là cái tánh của Trinh á. Bản thân em là em cũng rất là ngăn nắp đó. Em cũng muốn là cái vị trí nào để cái gì đâu vô đó bập hết. Và cũng hay nhắc nhở ở nhà à, chỗ đó phải để vậy đừng để lung tung tùm lum la. Bởi giờ nay kể là anh ủng hộ em cái đó mà. Nhưng mà vấn đề đặt ra đây là cái cách mình nhắc nhở. Dạ, đó, để làm sao cho đối phương đó, để đối phương của mình cảm thấy rằng á, cái đó là lỗi của mình rồi. Bậy quá, mình bậy quá, mai mốt mình không vậy nữa, ví dụ vậy. Dạ, đó. Thì con chỉ cần chỉnh sửa, điều tiết lại chút xíu đó. Tiết chế cái đó lại. Thì ông Bình ông cũng phải mất 5 năm trời hơn để mà có thể thay đổi con cái đó đó. Ngay cả cái việc mà hả chén nước mắm mà đổ vô nhiều xíu con cũng nói nữa. Cái vụ đó là hồi là chia tay luôn. Ủa, chỉ chén nước mắm thôi. Là sao? Nghĩa là tính con á thì tiết kiệm mà, bà này tiết kiệm. Bà tiết kiệm lắm. Tiết kiệm như là đi đâu ăn mà dư chút xíu cũng phải đem về, một con tôm phải đem về, một miếng cơm cũng phải đem về. Mẹ em con nói cô đem về đâu phải đem về là ăn đâu. Đem về bỏ tủ lạnh cho con lén con giục không à. Để có ăn mà thật sự là nhiều khi á để giống như đi ăn thịt nướng đi, cái đầu cái kêu thố cơm vừa ăn nửa thố, cái còn cái đầu cái như con thì gán lùa lùa luôn, còn không thôi thì dít thịt ăn chừa cơm lại, tại vì về ăn cơm cũng đâu ăn nổi. Không như bà thấy tiếc đầu cơm này lại cơm kia lại, đầu cái đem hộp đem về để đó, cái có khi nào thèm sáng thức dậy không có gì ăn á, mà bà chỉ có ăn một món là món miếng cua thì bà mới thèm bà mới ăn thôi, còn lại những món khác bỏ lại có ai ăn đâu. Xong cái con thấy ngày 1, ngày 2 không ăn, con đấy con giục cái đầu có lỡ có hỏi hiện nói anh đói anh ăn rồi. Mà tại vì con cũng ủng hộ cái kiểu là ăn lại đồ cũ quá, tại vì cũng không đến nỗi phải như vậy, mình tiếc quá làm gì ăn kia nọ, nhiều khi bệnh nữa. Cho nên là cái nào thật sự là nó quá nhiều đi mình đem về thì con vẫn sẵn sàng con sẽ ăn lại, nhưng mà quá ít thì thôi mình không bận lòng tới thì thôi mình ăn cái mới đi cho nó tốt. Thì và cái bả gì bả cũng tiếc. Nhiều khi còn một lát thịt nhỏ thôi bả bỏ cũng đâu dám bỏ đâu, lấy bỏ vô cái chén, cái đầu bọc và một thực phẩm lại cái đem bỏ tủ lạnh 8 năm nó còn y thinh đó cô. Con lén con giục không? Giữ cái nước mắm kìa. Rồi bắt đầu tới chế nước mắm. Thì con đó là có thói quen là dù như là nhiều khi ăn gì muốn chấm cho nó đã xíu. Cái đầu cái canh đi, cái đầu cái lấy chén nước mắm thì bả thì bả ăn nhiều bả chấm nhiều bả chế ra cỡ 5 giọt cái đó, cái đầu cái bả chấm thôi. Đủ bả thôi, tại thật sự là ăn cũng chỉ tới đó thôi, mình không có nào mình ăn hơn được nữa. Thì con thì con chế hơi nhiều chút xíu, nó hơi sắp kiểu như là nước mắm đủ để chán hết đồ. Chán hết cái đồ cái chén đúng không? Đâu, ủa sao chế nhiều ăn hết đâu, ăn có mình anh chế nhiều. Thì chế để chấm ăn, ăn có hết không? Chế đít thôi kia nọ, lúc đó con cũng nhớ rõ lại nội dung cả hay sao. Cái đầu cái bà thái độ con, cái đầu cái con mới nói là ủa ăn có chén nước mắm cũng xong cũng yên nữa. Muốn ăn có chén nước mắm thôi cũng yên nữa đâu, cái hai ông vợ chồng mới hằng học với nhau. Thì xong cái bà thì bà mục đích bà chỉ muốn hạ tỷ, muốn sao phải như ý bà thôi. Còn đối với con thì giờ con muốn ăn cho ngon, con muốn chế chén mắm cho nó nhiều chút xíu, con chấm cái khứa cá cho nó thấm nước mắm như trong quảng cáo vậy đó, mà cũng không được nữa. Là hai đứa cự nhau, là mấy bỏ xem chia tay đúng rồi. Khoảng thời gian đó vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu mà ở chung nhà. Đúng rồi, xong rồi cái em nghĩ đầu là rồi bây giờ mình tiết kiệm vậy mà ổng lại vậy, vì ông không thay đổi mà mình lại sẽ vậy, rồi nữa mình lấy nhau rồi mình cãi nhau rồi mình cũng ly dị hà. Vậy thôi mình đừng quen nữa. Nó còn nghĩ là bây giờ chuyện nhỏ mà không hợp thì nữa chuyện lớn còn sao. Rồi giờ con bớt tiết kiệm chưa?
Dạ con vẫn tiết kiệm. Con vẫn tiết kiệm nhưng mà dạ. Bây giờ cho nó nhỏ 10 giọt chưa hay là vẫn 5 giọt? Dạ nhưng mà bây giờ ổng thì ổng thay vì hồi lúc là chế nửa chén bây giờ ổng chế 1/3 thôi. Bây giờ con nghĩ ăn nước mắm luôn rồi con. Không coi như là chồng tiết kiệm là miếng vợ cho đúng lên rồi, miếng. Đúng rồi, đúng 5 rồi 10 thì bây giờ mình chọn 7 đó. 7, 7 rưỡi rồi đó. Đó. Lúc đó tức là sự là bản thân con cũng là cái người tiết kiệm. Ừ. Có nghĩa là đối với con cũng mua gì cũng đắn đo nhiều lắm. Nhưng như mình mua hàng mình sẽ suy nghĩ đó khoảng cỡ muốn mua cái món đó quá đi, mình suy nghĩ một tuần có còn thích không? Không thích thì thôi không mua, còn mua là phải xài. Con sẽ luôn tiết kiệm mà. Tới mức mà cái chén nước mắm mà không cho tôi ăn được như ý tôi thì thôi tôi không chấp nhận được rồi. Giờ có chế tiết chén nước mắm này thì cũng không giàu hơn được. Cái kiểu như vậy. Không, thấy hình ảnh của anh Chí Tài đâu đây. Thật ra là hồi nãy kể xấu nhau mà hai người này mắt người nào người nấy hạnh phúc long lanh lên vậy đó. Có nghĩa là biết chắc chắn là cuộc sống của hai đứa con bây giờ đang rất là hạnh phúc. Rất là gọi là bình an nè, hạnh phúc nè, đang chờ đợi một gọi là em bé ra đời đúng không? Có nghĩa là tụi con đã chọn nhau. Tụi con đã chọn lựa nhau, có nghĩa là tụi con đã chọn hạnh phúc, chọn yêu thương với nhau rồi. À, cho nên rằng tụi con đã vì tất cả những điều đó mà tụi con có thể thích nghi được với nhau nè. Rồi tụi con dần thay đổi, mỗi đứa thay đổi một chút, mỗi đứa thay đổi một chút. Để rồi bây giờ là tụi con đã gần như là hòa nhập á. Tức là tụi con đã hòa nhập với nhau để thành một cái khối gia đình vững chắc rồi. Cô biết không, thật sự con khó ai thay đổi được con lắm. Thật sự là ngay cả người trong gia đình luôn, ngay cả cô con hay là những người lớn trong gia đình, không ai thay đổi được con. Tại tính cách con nó được hình thành từ nhỏ rồi, con tự lập từ nhỏ rồi. Ngay từ nhỏ thì con sống chung với cô của con, rồi mẹ con làm ở xa gửi tiền về hàng tháng nuôi con. Rồi tới năm 17 tuổi con lên đây con học thì gia đình lo cho con đóng tiền học để mà con học hết lớp 12. Rồi con học đại học thì lúc đó là con thi test truyền hình đó cô. Là con cũng có nên là cái làm chương trình MC trong danh tự lập rồi đúng không? Dạ, chào Thủy Tiên đó là cũng đã có tiền lương rồi. Cho nên là đóng đại học tiền học là con tự con đóng luôn. Là hết lớp 12 thôi, là gia đình lo tới lớp 12 thôi. Nên là mọi thứ trong cuộc sống là con phải tự biết tính toán, tự biết sắp xếp. Đúng rồi. Mọi thứ nó thành một cái tính cách luôn rồi. Một cái tính cách. Dạ. Mà cho dù con có thay đổi hay không thay đổi thì con đối với Bình đó là sự lựa chọn rồi. Và cái sự lựa chọn đó nó là hạnh phúc của Bình rồi. Nhưng mà ông hay lắm cô, có nghĩa là ông đổi con bằng cách là ông thay đổi từ từ hồi nào không hay. Nhưng mà con nhận ra được là bây giờ mình thương người này thì mình phải hòa hợp. Chứ bây giờ mình cái này đúng, thật sự là mình hơi quá đáng nè. Mình nhìn mình thấy mình quá đáng đó. Mình nói thay vì đúng là ổng cũng nói một cái câu y chang vậy nhưng mà cái cách ổng nói làm dễ chịu. Con cũng phải học. Trên ơi bây giờ mày phải học làm sao nhưng mà để mày cái cách mà thể hiện mày nói sao mà cho người đối diện người ta nghe người ta dễ chịu. Và không biết tại sao ổng nói con là khi mà con không vừa lòng cái gì á, con toát ra một cái nguồn năng lượng. Con không cần phải làm sùm đâu con nói. Cái đó chưa được nha. Con chỉ cần nói một câu vậy thôi là cái người kia cảm thấy rất là áp lực. Và không những con nghe một mình ổng nói mà con cũng chứng kiến nhiều người cũng nói như vậy với con rồi. Nên là bà thay đổi, thay đổi từ từ. Dạ, cái cách mình nói sao mà cho nó nhẹ nhàng, còn nếu không thì thôi mình thấy cái đó không vừa lòng mà mình cảm thấy là người đó mình nhắc nhiều lần mà không sửa được thì con đi chỗ khác. Rồi con nhắc nhẹ nhàng với một cái người nào đó mà có thể nói lại. Rồi bây giờ về Bình á, con còn muốn Trinh thay đổi điều gì để mà Trinh trở thành hoàn hảo hơn? Dạ không, con chả bao giờ con muốn vợ mình phải hoàn hảo hay phải gì hết, chỉ không, cần là ý là bây giờ con muốn Trinh thay đổi một điều gì nữa thì có thể là hoàn hảo hơn hoặc có thể là sẽ tốt hơn cho Trinh, ví dụ vậy. Giống như cái nóng tính có cần phải bớt lại, tiết chế lại đúng không? Hiện giờ con thấy là gia đình con đã rất là ok rồi, con thấy con hài lòng về mọi thứ. Là không cần phải thay đổi gì. Dạ, con cũng chả cần phải thay đổi sửa gì lắm rồi con. Em cảm nhận hai bạn này có cảm giác như là hai bạn tự dung hòa cho nhau. Đúng á. Thí dụ như bạn này thấy cảm giác tự cảm thấy mình làm cái này mình lố, cái mình tự tiết chế lại. Bình cũng vậy. Dạ. Thật sự tụi con quá trình tụi con quen nhau là một cái quá trình mà mình tự đi lên nhiều lắm con. Giống như trong hai đứa là đứa nào cũng có cái nhu cầu hoàn hảo cho bản thân. Mà tự giống như con thấy vợ con giỏi cái này, con sẽ gán con học theo cái tính giỏi đó của vợ con. Theo tính ngăn nắp. Ví dụ như vợ con blend cái này, con cũng gán con học. Ví dụ như mình không học được 10, mình cũng học được 4. Học cách mình, trước khi mình làm cái gì đó mình thử mình blend đi. Con thì con dở cái chuyện mà tính toán đường xá, con không bận tâm tới. Đi đâu thì đi, tới thì tới. Rồi giờ mình bắt đầu mình tập tới blend, mình coi trước cái Google Map đi. Rồi để mình dự trù cái thời gian đi. Rồi bắt đầu mình học những cái đó của vợ mình. Còn vợ con thì tự học những cái cách giao tiếp của con. Cho nên là hai đứa cứ vậy học qua học lại rồi rồi bên cạnh đó mình học từ những người xung quanh nữa. Con thì con bản thân mình thích học hỏi lắm, cho nên là ai có đức tính gì tốt con sẽ sáp vô chơi với người ta. Rồi vậy giờ Bình còn Bình có cái tật xấu gì mà con muốn Bình thay đổi không? Tật xấu của ổng hả cô? Là hay quên. Ổng ngày xưa lúc mà con quen là anh não cá vàng quá, quên dữ lắm cô ơi.
Ngay cả bây giờ đi đường con cũng phải chỉ đường mà. Nhớ đường đi đi vậy chứ. Có thể giờ mình không chú tâm á. Em không quan tâm tới đường xá cũng như trong đầu sẽ nghĩ tới những cái thứ khác. Rồi đi lạc làm sao em? Em giống như là những cái tuyến đường chính mình biết rồi. Là em đã định hình là đi con đường đó, mình đi đâu đi. Mình có lố qua khỏi tuyến đường chính đó. Ok, lỡ lố và lo suy nghĩ cái vấn đề khác thì mình đi lại. Giống như con bị cái thói quen con bị nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều không phải như là cái việc gì nghĩ tào lao, như vấn đề ví dụ như hôm nay mình làm một cái việc gì đó hoặc là mình đóng một cái đó hoặc là mình nói một cái điều đó.